chào các giám đốc marketing, các trưởng phòng marketing và những người đang học cái chương trình giám đốc marketing toàn diện của tôi. Trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn một cái công thức nó khá là đơn giản nhưng mà nó là nền tảng căn bản quan trọng để cho các cái trưởng phòng và các giám đốc marketing hiểu được cái việc là chúng ta cần phải tập trung vào những cái yếu tố gì để có được lợi nhuận. Đây là một công thức khá là đơn giản và công thức này các bạn search trên mạng thì cũng rất là ít khi thấy, và nếu search có thấy thì thường nó sẽ ra video của tôi. Thế thì công thức này nó được tính như sau là V nhân với CR nhân với LTV hoặc là CLV trừ cho VC thì bằng lợi nhuận, profit. Vâng, thế thì đây là một cái công thức giúp tăng trưởng doanh số với Digital Marketing dành cho các anh chị mà kinh doanh online sử dụng Digital Marketing trong hoạt động marketing chiến lược của mình. Để giải thích cái công thức này thì chúng ta sẽ đi hiểu từng cái chữ cái viết ký tự là gì và ý nghĩa của nó và cách thức là chúng ta sẽ làm tăng cái giá trị của nó như thế nào. V nhân với CR nhân với LTV trừ cho VC thì bằng Profit. Đầu tiên là V. V ở đây là viết tắt của chữ Visitors, tức là khách truy cập vào các nền tảng digital. CR là Conversion Rate, là tỷ lệ chuyển đổi. Conversion Rate, tỷ lệ chuyển đổi. Và LTV là Lifetime Value Customer hoặc là Customer Lifetime Value, thì là viết tắt của chữ CLV. LTV hoặc là CLV đều được nhé. Vâng. Và VC ở đây là chi phí biến đổi, đấy, variation cost, đúng không ạ? Và đô la ở đây có nghĩa là profit và lợi nhuận. Đấy, có 5 cái ký tự ở đây. Thì cái phần profit thì mình không bàn đến rồi. Mình chỉ có 4 cái ký tự mình sẽ đi giải thích. Thế thì đầu tiên là V, là visitor. Thì chúng ta sẽ làm sao để có nhiều lượt truy cập nhất từ các khách hàng mục tiêu của chúng ta vào các cái nền tảng marketing trực tuyến của chúng ta, hoặc là kể cả marketing truyền thống nữa. Vậy thì để tăng V thì chúng ta làm gì? Thứ nhất, để tăng V thì chúng ta sẽ đa dạng hóa các nền tảng. Chúng ta là omnichannel, đa kênh, đa nền tảng. Thí dụ như chúng ta có Facebook fanpage, chúng ta có group, chúng ta có Facebook cá nhân, chúng ta live stream, chúng ta làm TikTok, đúng không ạ? Chúng ta làm YouTube, chúng ta làm sale web, chúng ta gửi email, chúng ta làm cả Instagram, ví dụ như vậy. Sơ sơ đã 10 công cụ rồi. Thế nếu mà chúng ta làm một công cụ thì chúng ta bị được ít visitor của so với 9 công cụ, 10 công cụ. Hoặc là trong từng công cụ thì chúng ta làm tốt hơn. Ví dụ như là Facebook của chúng ta bây giờ là chỉ có 1.000 like so với một cái Facebook có 10.000 like, so với một cái Facebook có 100.000 like hay thậm chí 1 triệu like, thì rõ ràng là cái visitor của nó tốt hơn rất nhiều, rất nhiều. Đúng không ạ? Chúng ta đa dạng hóa, chúng ta cũng đa nền tảng, mình gọi là omnichannel đấy. Rồi thì chúng ta tập trung vào các cái công cụ hiệu quả để chúng ta xây. Ví dụ như YouTube chúng ta cứ miệt mài làm video, TikTok chúng ta cứ miệt mài làm short video, web chúng ta miệt mài làm SEO. Thì tất cả như vậy cộng dồn cái V của nó sẽ bằng V1 cộng V2 cộng V3 cộng VN. Thế V1 là Facebook ví dụ thế, đúng không? V2 là YouTube, V3 là web, V4 là TikTok, V5 là Instagram, V6 là email. Thế thì mình sẽ có được cái V rất lớn. Và tiếp theo nữa là V thì cũng có thể là có cái visitor là trả phí, tức là mình chạy quảng cáo để ra visitor, mình chạy Facebook ad, chạy Google, chạy TikTok ad, chạy Zalo ad, vân vân. Mình cũng có thể là vừa làm organic, tức là tìm cách là phát triển nội dung thông qua bài viết, thông qua hình ảnh, thông qua video, thông qua live stream. Thế thì mình sẽ có được cái lượt số lượng tìm kiếm hay là truy cập hoàn toàn là không phải trả phí. Tiếng Anh mình gọi là organic, tức là tự nhiên, hữu cơ, nó tự đến, đúng không ạ? Thí dụ như là tôi xây dựng những cái video tôi đưa lên YouTube, tôi viết bài SEO tôi đưa lên web, tôi đăng bài trên Facebook thì tôi sẽ có visitor và không phải trả phí. Đấy. Ok, vậy thì hãy nhớ vào, hãy tập trung vào visitor, hãy tập trung vào vào
làm sao để có được nhiều nhiều nhất cái lượng khách truy cập vào các nền tảng. Thứ hai là các cái lượng khách này thì không trả phí thì càng tốt, tức là không phải chạy quảng cáo thì tuyệt vời, đúng không ạ? Bởi vì các bạn thấy là cái chữ V nó đầu tiên, thế nếu mà V bằng 0, 0 nhân với bao nhiêu thì nó vẫn đều bằng 0. Đó. Rồi nhá. Tiếp theo là CR là tỷ lệ chuyển đổi. Thế thì từng cái giai đoạn, từng cái bước của quy trình mua, từ chạy quảng cáo, ra tin nhắn, chat, xong nó ra số điện thoại, xong chốt đơn, thì nó đều là các cái tỷ lệ chuyển đổi. Hay là truy cập vào web, xong thì để lại data cho vào form, kiểu kiểu như thế, thì người ta gọi nó là tỷ lệ chuyển đổi. Và tỷ lệ chuyển đổi cao nhất đó là chốt đơn và mua hàng, thanh toán đấy, và hoàn thành đơn hàng. Đấy, sau đó lại có cả tỷ lệ tái mua, đúng không ạ? Vâng. Thế nếu mà tỷ lệ chuyển đổi của mình cao thì rõ ràng là cái hiệu suất bán hàng của mình sẽ tốt. Còn cái tỷ lệ chuyển đổi của mình thấp thì cái chi phí của mình nó sẽ bị cao. Thí dụ như mình chạy quảng cáo là 50.000 một tin nhắn và tỷ lệ chốt của mình là 20%, thì mình nhân 5 lần lên thì nó sẽ là 250.000 một đơn hàng. Thế nhưng mà mình vẫn chạy là 50.000 một tin nhắn nhưng mà tỷ lệ chốt của mình lại chỉ có 5% thôi, thì nó phải nhân lên đến 20 lần. Đấy, thì nó sẽ tốn cái chi phí lên rất nhiều, đúng không ạ? Vậy thì mình phải tiếp tục cải thiện cái tỷ lệ chuyển đổi. Vậy thì cải thiện bằng cách nào, đúng không ạ? Về sản phẩm, về dịch vụ, về chương trình khuyến mại, về chương trình dùng thử, về cách thức tư vấn, về nhắm chọn mục tiêu khách hàng, về cái chất lượng của cái visitor nó ban đầu, cái visitor nó tốt, cái chất lượng của visitor, cái lượng truy cập đấy, cái khách hàng mục tiêu đấy nó chuẩn, nó đúng đối tượng thì cái tỷ lệ chuyển đổi nó cao, đúng không ạ? Vâng. Vậy thì cái công thức tiếp theo là nhân với CR, tức là chúng ta phải làm mọi cách để tăng tỷ lệ chuyển đổi. Và muốn tăng được tỷ lệ chuyển đổi thì chúng ta phải chia nhỏ cái quy trình bán hàng của mình ra. Quy trình online gồm bao nhiêu bước, quy trình của từng kênh khác nhau, ví dụ Facebook riêng, TikTok riêng, rồi thì web riêng, sàn thương mại điện tử riêng, app riêng, livestream riêng. Xong mình băm nhỏ cái quy trình ra theo lát cắt, bắt đầu đi cải tiến từng thứ một. Thí dụ như tư vấn không tốt thì mình phải đào tạo về tư vấn, telesale không tốt mình phải đào tạo về telesale, khuyến mại không tốt mình phải ra chương trình khuyến mại, sản phẩm không tốt mình phải đổi mới sản phẩm, thì mình phải xem là vậy thì cái tỷ lệ chốt đơn nó cao hay nó thấp nó phụ thuộc vào cái gì, và mình xử lý, đúng không? Cái yếu tố thứ ba là LTV, Lifetime Value Customer, hoặc là CLV nha, một trong hai thuật ngữ các bạn sử dụng đều được. Đấy, tóm lại bạn vẫn hiểu đây là giá trị khách hàng trọn đời. Giá trị khách hàng trọn đời có nghĩa là gì? Có nghĩa là lúc này các bạn sẽ tập trung vào xây dựng cái mối quan hệ với khách hàng lâu dài để tạo giá trị khách hàng trọn đời. Vậy thì giá trị khách hàng trọn đời là một cái thuật ngữ mà tôi sẽ có một cái video tôi hướng dẫn riêng cho các bạn sau, là muốn nói là rằng là cái tần suất mua hàng nhân với cái thời gian mua hàng trong tuần, trong tháng, trong năm, đấy, và nhân với cái tuổi của khách hàng. Đấy, tuổi của khách hàng, thí dụ như là một cái đứa trẻ nó mua bỉm, đúng không? Bố mẹ nó mua bỉm để sử dụng thì thường hiện nay khoảng độ, có tùy đứa nhé, có đứa thì 2-3 tuổi nó đã thôi rồi, có đứa thì 5 tuổi, 6 tuổi thì nó mới thôi không dùng bỉm, đúng không ạ? Vì ngày nay thì nhất là các gia đình ở thành thị thì họ có xu hướng là đóng bỉm cho con đến khi mà con không còn bị cái hiện tượng là đẻ dầm nữa. Thì có thể là tôi cứ lấy ví dụ như là 4 tuổi đi. Đấy, thì như vậy tuổi của khách hàng trong cái trường hợp là bỉm đấy là 4 năm, là 4 năm. Đấy, thế thì mình nhân với là một túi bỉm là bao nhiêu miếng? Tôi không biết chính xác, chắc là khoảng 30 miếng gì đó, tôi giả sử thế nha. Thế mỗi một ngày bạn sử dụng 2 miếng, sáng miếng, tối miếng, có thể là lúc mà mới sinh thì có thể dùng nhiều hơn, đúng không? Thế thì mình phải chia nhỏ ra, năm thứ nhất thì có thể sử dụng đến 5 miếng một ngày, nhưng năm thứ hai thì chỉ còn 3 miếng một ngày, và năm thứ ba đến năm thứ tư thì chỉ còn có năm thứ ba là 2 miếng một ngày và năm thứ tư là 1 miếng một ngày. Thế sau đó mình mới nhân với số miếng trong túi. Như vậy thì một năm là khách hàng sẽ mua của bạn là 10 lần, mỗi lần là một túi, đúng không ạ? Ví dụ như thế, đúng không ạ? Thế xong năm tiếp theo là bắt đầu là một năm lại mua của bạn là 6 lần, mỗi lần một túi. Đấy, xong là một năm tiếp theo lại mua ít hơn, mua ít hơn. Đấy, thí dụ như vậy thì chúng ta sẽ nhân được ra được cái LTV, tức là cái giá trị khách hàng trọn đời cho một cái sản phẩm, một cái dòng sản phẩm của chúng ta.
một cái dịch vụ của chúng ta. Thế tại sao phải tính cái này? Thì mình sẽ tính được tần suất mua, tỷ lệ mua tái, rồi thì khả năng tái mua, để từ đó mình lại tiếp tục chia nhỏ cái quy trình ra. Mình phải chăm sóc khách hàng, mình phải tạo sự thỏa mãn, mình phải đổi mới sản phẩm, mình phải làm cho khách hàng tái mua, mình phải tích điểm gia tăng giá trị khách hàng, tặng quà, vân vân, đúng không? Hay là một cái đứa trẻ con nó mua sữa này, thì mình dính cái ô tô vào thôi thì là nó đã mua cái đấy rồi. Hay dính cái quân bài Pokemon vào, ví dụ như thế, thì mình sẽ bán được cho cái đứa trẻ đó. Đấy. Mặc dù cái quà mình cho nó rất là nhỏ thôi, đúng không ạ? Thì đây là cái cách, những cái cách để chúng ta làm gia tăng cái giá trị khách hàng trọn đời. Và đối với một người làm kinh doanh và đối với người làm marketing thì mục tiêu quan trọng nhất đấy là chúng ta phải gia tăng được giá trị khách hàng trọn đời. Đó. Và chúng ta phải đánh giá được cái tệp khách hàng hiện tại của mình, liệu nó có phải là một tiệp khách hàng tốt, trung thành hay không. Đấy. Thế nếu mà mình muốn gia tăng được giá trị khách hàng trọn đời thì điều đầu tiên đấy là khách hàng phải thỏa mãn về sản phẩm và dịch vụ mình cung cấp. Đấy. Hoặc là vượt xa sự kỳ vọng thì càng tốt. Đúng không ạ? Họ nhận được những cái giá trị và cái giá trị họ nhận được họ cảm thấy là lớn hơn so với cái chi phí về mặt cảm nhận họ bỏ ra, thì họ sẽ có khả năng tái mua. Họ hài lòng, họ thỏa mãn thì họ tái mua, họ còn yêu quý thương hiệu của mình, họ đi giới thiệu với tất cả mọi người, đúng không ạ? Đấy, thì làm thế nào để thỏa mãn, làm thế nào để chăm sóc khách hàng sau bán, làm thế nào để gia tăng trải nghiệm khách hàng, làm thế nào để tạo thêm nhiều giá trị, làm thế nào để gắn kết, đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta lại quảng cáo, chúng ta lại chăm sóc khách hàng, chúng ta lại đưa vào hội nhóm, tất cả những cái giải pháp như vậy lại riêng cho cái LTV của chúng ta. Đấy. Và cái thứ tư là VC tức là chi phí biến đổi. Thế thì mục tiêu của chi phí biến đổi đấy là giảm chi phí xuống. Đấy, giảm chi phí. Vậy thì mình phải nhìn vào cái bảng cơ cấu chi phí. Thí dụ như chi phí nhân sự, chi phí chạy quảng cáo, chi phí thuê ngoài chụp ảnh, chi phí thuê đối tác, chi phí ABC gì Z, rất nhiều các khoản chi phí. Chi phí sản xuất, chi phí phân phối vân vân, đúng không? Chúng ta nhìn vào cái bảng cơ cấu chi phí đấy. Vậy chúng ta tìm cách giảm một phần, giảm một số cái chi phí xuống và chúng ta tăng cái hiệu suất lên đó. Thế thì khi mà chúng ta giảm, ví dụ như bây giờ chúng ta không phải chạy quảng cáo nữa mà chúng ta nhờ có cái V organic, đúng không ạ, free traffic hay là inbound marketing đấy, có một số thuật ngữ tương đương, tức là các cái traffic miễn phí hoặc là inbound marketing, tức là không phải chạy quảng cáo, hoặc là như tôi hay dùng cái từ là organic, tức là hoàn toàn là tự nhiên. Ok, thì như vậy chúng ta không mất chi phí quảng cáo thì chúng ta giảm được rất nhiều và tăng được lợi nhuận, hoặc là chúng ta tăng được sức cạnh tranh cho khách hàng, hoặc là chúng ta bán các cái combo, các cái chương trình khuyến mại của chúng ta tốt. Đấy, rồi chúng ta giảm được chi phí về nhân sự, chúng ta giảm được chi phí về mặt bằng, kiểu kiểu như vậy nhá. Và chúng ta tối ưu được hiệu suất, chúng ta không phải đi vay tiền, thì giảm được chi phí về tài chính. Rất là nhiều những cái vấn đề đấy, chúng ta cố gắng tìm cách, nhưng không bao giờ được giảm cái chi phí mà nó tạo ra doanh thu nhá. Cái xác định là cái chi phí nào mà nó tạo ra doanh thu thì không được giảm, chỉ giảm những cái chi phí khác và cố gắng giảm xuống để tạo hiệu suất cho mình thôi. Ok, thì như vậy thì chúng ta sẽ tạo ra lợi nhuận, đúng không ạ? Và có rất nhiều những mô hình kinh doanh người ta chỉ trông vào cái việc là biên độ lợi nhuận của người ta lớn, sau đó người ta chạy quảng cáo ngân sách lớn và người ta sẵn sàng chi cho một cái đơn hàng với một cái chi phí rất là lớn để người ta bán được hàng. Các bạn thấy là ví dụ như các sản phẩm như là thực phẩm chức năng hay là thuốc đông y, rồi thực phẩm chức năng, rồi thực phẩm bảo vệ sức khỏe, rồi thì hóa mỹ phẩm, rồi nhiều sản phẩm có biên độ lợi nhuận có thể lên tới 5-7 lần, thậm chí 10 lần, nhiều hơn nữa, đúng không ạ? Thế thì như vậy họ có thể chiết khấu lên đến 60-70%, họ có chi phí làm marketing, làm truyền thông, làm thương hiệu rất mạnh, trong khi đó cái cost của sản phẩm rất là thấp. Tuy nhiên cái cost sản phẩm thấp đấy nó sẽ có rủi ro là cái trải nghiệm của khách hàng, cái hiệu suất của sản phẩm và dịch vụ nó sẽ không được như kỳ vọng, và như vậy họ sẽ lại không tái mua, và lâu lâu thì bạn lại phải ve sầu thoát xác. Và cuối cùng thì chiến lược là phụ thuộc vào bạn. Bạn là giám đốc marketing, bạn là giám đốc truyền thông, bạn là giám đốc kinh doanh, bạn là giám đốc điều hành, thì bạn là người quyết định cái việc này. Đợt trước có một cái doanh nghiệp rất lớn hỏi tôi là bây giờ muốn làm những cái sản phẩm làm sao mà khách hàng tái mua. Thế thì việc đầu tiên tôi tư vấn rằng là đó phải là tập trung vào sản phẩm. Những sản phẩm phải thực sự có chất lượng, phải thỏa mãn, phải đáp ứng được cái nhu cầu và cái nỗi đau của khách hàng.
thậm chí là vượt xa cái sự kỳ vọng của họ, thì họ mới có khả năng tái mua. Sau đó là các cái bước chăm sóc khách hàng, rất nhiều các hoạt động marketing khác nữa. Ok rồi, thì video này tôi giới thiệu với các bạn một cái công thức, và các bạn nhớ cái công thức này là nó gắn liền với thầy Phan Anh. Đây là công thức tăng trưởng doanh số với Digital Marketing by Phan Anh. V nhân với CR nhân với LTV. Đấy, và đóng ngoặc lại trừ đi VC thì bằng đô la, đúng không ạ? Vâng, V là số lượng khách truy cập vào các nền tảng Digital Marketing nếu mà đo đếm được. Còn kể cả marketing truyền thống, ví dụ như là số lượng người đến cửa hàng, số lượng người xem tờ rơi, số người đến sự kiện, đấy thì cũng là V hết, đúng không? CR là tỷ lệ chuyển đổi, thì tăng cái tỷ lệ chuyển đổi lên. Và CLV hay LTV tức là tăng cái giá trị khách hàng trọn đời lên đó, và giảm cái chi phí. Cái nguyên lý này chắc không bao giờ sai. Và nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi, ở địa chỉ facebook.com/phananhonline, email phananhonline@gmail.com, số điện thoại 18 năm nay chưa đổi, đấy là 0989 623 888. Nhắc lại 0989 623 888. Các bạn có thể gọi, nhắn tin hoặc là Zalo thì tôi sẽ trả lời các bạn bất kỳ lúc nào trước 24 giờ đêm. Đấy, lúc nào cũng có thể online và trả lời các bạn. Đây, video này đang sản xuất cho các bạn lúc 23 giờ đêm. Đấy, của ngày 14 tháng 1 các bạn có thể nhìn thấy. Rất là mới. Và ok, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn. Xin chào.